Đây là đường Peter ha, ngay trung tâm fashion của Toronto. Bữa nay tối thứ sáu. À, cái building này. Ở dưới chân nó rộng lắm nhưng mà em thấy không? Em bước ra ngoài này nè. Cát. À, cái building này này không? Nó dài vậy mà sao nó làm vậy chứ? Cái chân nó chỉ có pháo mà. Chiều rưỡi đó các bạn mày. À. Trời mưa dầm vậy. Đó các bạn ơi. Cái tháp cao nhất là CN Tower. Ha, CN Tower của Toronto. Cái building bên kia có cái hồ bơi á. Có cái hồ bơi nhỏ. Ở downtown Toronto có cả ngàn cái building cao như vậy á. Building khắp mọi nơi luôn. Rồi. Bây giờ 9 giờ tối rồi các bạn. Đây trung tâm thành phố này, CN Tower của Toronto là một cái tòa tháp cao nhất thế giới khoảng 20 năm. Bây giờ đã bị những cái tòa tháp mới qua mặt rồi. Ha, CN Tower biểu tượng của Canada ở thành phố Toronto. Đó. Bắt đầu lên đèn rồi ha. 9 giờ tối. Ở trước mặt mọi người là bờ hồ Ontario. Ha. Toronto nằm bên bờ hồ Ontario. Đó. Đây là tầng thứ 51 của condo. To check the electrical, huh?
đèn lên. Ủa đèn lên hộp rồi hả? Hộp đèn hả? Ồ không. Turn it now. That's a turn. Look at the sign. It's on the thing. You gotta take that sticker off. Không hộp là ta té rồi. I fall from here to home. Because electrical off. I get shocked to home. I'm lazy to turn off. Rotate to open, rotate to close. I turn it this way. It's not in that. Now that's it. Rồi. Turn. Kéo một con cái màu đen ra đây. No. Ôi chồng chồng tên chăng mấy à? What? I'm just saying this out there. You might have to take it off. Mặt sáng quá. Okay. Tan nó. No. Thì nó. Nó phải một cái đó. Okay. Thế là chúng ta đâu có gì. Thử ra okay, wipe this down. Richard, your boot just made a big grease stain. Hai đứng theo phòng ngủ đâu được tầm lên. Nó như đưa đèn để bạn vừa rồi. Hả lên. Wow. Even same color. $150. Kêu ở đó. Same Okay, go right. Can we go? Yeah, it's like a full layout. Probably only like 2 or 3. Okay, before we leave, I want to take a picture and send it. Rồi, 51 tầng kìa, chạy có mấy giây không hả? Now we're gonna go downstairs and take a walk. Yeah, we're gone. Oh, có công viên. This is for dogs. Tầng thứ ba có công viên. No, this is for... This is not dog. It says no dog allowed. Này có cái công viên nè. À, tầng thứ ba. Ồ, barbecue luôn. Phải không? Có barbecue luôn. Mưa các bạn, đang mưa đó. Mới vừa lấy, con gái nó mới vừa lấy cái cân đó. Cái này tầng thứ ba. Ở thành phố Toronto khác với những thành phố khác ở Bắc Mỹ. Trung tâm downtown tiền không á. Trung tâm downtown cái gì cũng đắt. Tại vì sao? Ở đây công viên nhìn tiện lợi lắm. Trung tâm downtown Toronto. Nhà hàng ở đánh kìa. Nhà hàng ở đánh. Bệnh viện nè, xe bus rồi chạy sáng đêm tiện lợi lắm nè. Ở trong chợ rất là đắt đỏ. Còn ở những thành phố khác đó là hầu như là lao thao là chết, lao thao là không có người ở. Ai cũng ra ngoài ô ở. Toronto thì là càng gần lao thao thì càng gần trung tâm thì lại càng mắc tiền. Nhà cũ ở Toronto mấy trăm năm á không phải có tiền mà mua được. Không phải dễ gì mà mua nhà
ở Toronto mà nhà cũ ở trung tâm thành phố 200-300 năm, 300-400 năm không mà bị đụng vô là không có tiền mà mua. Mà nhỏ xíu thì siêu thôi. Là cái cuộc sống ở đây nó khác. Bếp đề của Nguyễn Nghi là đã làm đó. Dạ, bếp đề Nguyễn Nghi mà lên đây. Locked out, man. Chết rồi. You see? I know. Nope. Okay. Nói lấy con tháng mà cũng không có ở đây, thành ra cũng không có rành lắm. Vaccine nè, từng nhà cũng có vaccine. Oh, spa luôn. Oh, dog, no, dog spa. Cái chó nè, đó không? Wow, văn phòng đã mướn làm văn phòng. Nó có lên tháng mà chưa, nó không có ở đây ngày nào, tại nó cũng chưa không có rảnh. Làm chủ cái condo đây 1,5 triệu mà nó còn không rành ở trong quy định là có cái gì, tại vì nó không có ở ngày nào mà mọi quy định cũng chưa có cắt xong, chưa có hoàn toàn xong đâu, mới toàn. Tầng thứ ba. Đây nằm ngay khu fashion. Gym, yoga ở kia. Ha. Nguyên một tầng này không có unit, chỉ để dành phục vụ gym mà. Đó phí mà. Đồ này là không phải là đồ này là đồ nêm không đó. Giờ có thể là tối ngày trước đây tập là này. Ồ, cái này tầng thứ 5, thứ 6 vậy đó hả? À, bên kia là đường Queen. Anh trước mặt các bạn là đường Queen, đó là Fashion District của thành phố Toronto. Nguyên cái area này là Fashion District đó. Tao 3 tháng thì giờ mới tới. Chủ nhà, chủ máy mà không biết ở đây có cái gì. Thỏ, tại vì nó có ở nhà nào đâu. 3-4 tháng bữa trống. Trời ơi, thỏa nhận bây giờ ở đây đông ghê. Ừ, quá trời. Hồi trước mình có tiệm mua có tàu, đâu có người gì, người đông dữ gì đâu. Hả? Quá, người ta bây giờ nhiều ghê. The grocery store, yeah. Okay. Chắc đồ nên không có. Property management, they complained
52 tầng. Mình ở 51. Tầng 51. Bây giờ bấm bận này ha. Bởi vì thời nay cô đang không. Thời nay rồi. Nó có gì nó cũng lâu bị chạy. He doesn't even have the keys right. Anyway, just leave the keys here. We're not the only one problem, đục máy chán, no service. What no service? Cell phone service is very bad. Well, when they have Wi-Fi internet, it won't matter. One's got internet too. One's got internet. No, Fido very bad. No, not just Fido. Một đống người luôn. Ở trên không có internet. Because it's too high. It's too high from the ground. Oh. Yeah, but too low from the ground, you have no service. Vậy 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 người ta ở nên em không có được hả? Cái nó lose connection. Dở vậy. Tầng 52. Đó, 51 con 6. Căn này chị chứ. Should we take those or should we leave it? Leave it. Cao nhất là CN Tower. Ha, CN Tower của Toronto. Cái bên đường bên kia có cái hồ bơi á, có cái hồ bơi nhỏ. Ở Downtown Toronto có cả ngang cái building cao như vậy á. Building khắp mọi nơi luôn. Các bạn đang làm 1.5 triệu nè. Bao nhiêu đó thôi. Giờ mới lấy tăng rồi ngày mơi đây. Hôm nay tới đây là thay mấy con đèn. Vừa mới làm xong mấy con đèn này. Ngày mai có người mướn người ta dọn vô 5.500 một tháng. Người ta trả tiền mướn trọn năm luôn. Ba thằng kỹ sư nó vừa mới tốt nghiệp đại học có việc làm rồi. Ba người kia ra người hàng máy thì rẻ. Cái này là móc alarm, còn cái này là carbon detector. Này báo khí độc, báo động khí độc đó. Báo động khí độc. Nhiều khí độc ở đây chết thường lắm nha. Không có cái máy báo động này càng khí chết. Cái này alarm. That don't come off. À, cái đèn này nó cũng ngọt vậy. Nó ngọt. Nó ngọt rồi. Nó ngọt rồi. Nó ngọt vậy. Hay là... Nó ngọt. Đây. Nó ngọt. Ở đây thì chắc là... Vậy chứ ta nói ốp. Vâng. Hồi nãy ốp mà. Ừ, nãy ốp. Alo, from hồi nãy đây. From the panel. From the panel. Còn cái này cũng ngọt. That's from outside, that's Richard. You take it off to see what happened. Right. Bây giờ 9 giờ tối rồi các bạn. Đây trung tâm thành phố này CN Tower của Toronto là một cái tòa tháp cao nhất thế giới khoảng 20 năm. Bây giờ đã bị những cái tòa tháp mới qua mặt rồi. Ha, CN Tower biểu tượng của Canada ở thành phố Toronto. Bắt đầu lên đèn rồi ha. 9 giờ tối.
ở trước mặt mọi người là bờ hồ Ontario. Toronto nằm bên bờ hồ Ontario. Đây là tầng thứ 51 của condo này, mới toan chưa có cắt xong nữa. Gái mới mua cái condo này 1,5 triệu, mới lấy tha 2 tháng trước. Bây giờ mới có người dọn vô rồi, có người cho nằm mướn 5,5 triệu một tháng. Ba thằng kỹ sư, nó vừa mới tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm rồi. Bây giờ ba thằng kỹ sư nó mướn, nó chia nhau nó ở cũng rẻ. Nếu ba kỹ sư thì chia nhau rẻ, người có 1,600-1,700 thôi, mà ngay trung tâm thành phố tiện lợi lắm. Các bạn vui chơi giải trí cái gì cũng có, giao thông vận tải gì ta thôi không đâu bằng. Bệnh viện thì 3-4 cái lớn nhất Canada nằm ngay đây, phố tàu nằm ngay đây, đi bộ ra phố tàu luôn. Trước mặt là hồ Ontario, cái sân màu trắng trắng đó. Cái sân này nè là sân banh Roger, sân banh này 1 tỷ đô la đó ha. Sân banh nó là 1 tỷ đô la. Con đường phía dưới là đường Peter, đây là trung tâm phát xâm của Toronto nha. Các bạn thấy building cả ngàn cái building luôn, nhưng mà cái view của cái building này á, thật sự cái view của building này không có đẹp, tại vì nó bị mấy cái building che hết rồi. Với lại 51 tầng cũng không phải là cao, 51 tầng không phải là cao, có nhiều cái building 70-80 tầng thì nó nhìn hết thành phố. Hai cái bên này bị xung quanh nó che hết à. 1,500,000 đô đó các bạn. Bữa nay là ra thay mấy cái đèn. Mình gái mình lấy cái building này một tháng trước cũng chưa từng ở qua. Thì ngày mai nay có người đầu tiên vào ở. Cái mướn 5,500 một tháng. Các bạn đây là 3 phòng ngủ. Cái balcony này của mình, cái balcony là thoải mái chơi một mình